Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Nhìn trong sổ khuôn khổ video này, em xin phép là giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Vios 1.5e CVT bản số tự động tiêu chuẩn màu đỏ, và đồng thời là cũng giới thiệu cho anh chị về cái giá bán của tháng 5, cái thời điểm cuối của giảm thuế. Giá tháng 5 đã cập nhật lên, thứ nhất là cái giá niêm yết đã thay đổi. Lần lượt các phiên bản là bản số sàn là 483 triệu, bản số tự động tiêu chuẩn trên mặt chúng ta đây là 536 triệu, và bản cao cấp nhất là bản 1.5G có giá niêm yết là 586 triệu. Vào điểm tháng 5 này vẫn là thời điểm được giảm thuế, cũng là thời điểm cuối. Khi anh chị mà xem cái video này của em thì cần lấy phiên bản nào thì có thể liên hệ trước giúp em để em kiểm tra lại cho anh chị về cái lịch xe cũng như cái giá xe chính xác nhất. Còn về tính, em sẽ ước chừng cho anh chị cái chi phí để ra biển chiếc 1.5e CVT này thì giá xe là 536 triệu, ăn được giảm thuế 50%. Thì sau khi chi phí chiếc xe ra biển nó rơi vào tầm 570 triệu thì là anh chị có thể lăn bánh chiếc này ra ngoài được, và là thời điểm được giảm thuế đấy. Xe Vios thì có các tùy chọn về màu sắc như là màu trắng này, màu trắng ngọc trai, màu đen, màu đỏ, màu vàng cát và màu bạc. Còn màu nội thất thì đối với những cái phiên bản xe số tự động ấy, thì sẽ được trang bị là nội thất màu be như thế này. Còn những cái phiên bản mà số sàn thì lại sẽ được trang bị nội thất màu đen. Còn để nếu mà để so sánh các phiên bản ấy, thì nếu anh chị hay phân vân phiên bản 1.5G và 1.5 CVT thì hai phiên bản chênh nhau 50 triệu mà anh chị khác biệt được cái gì? Thì 50 triệu anh chị sẽ, thứ nhất là về đèn này, về đèn bản cao cấp nó sẽ là đèn full led, còn phiên bản này vẫn là đèn halogen. Và cái thứ hai là về túi khí, phiên bản cao cấp là được trang bị 7 túi khí. Còn phiên bản hiện tại này thì được trang bị là 3 túi khí. Ngoài ra là về bên trong xe sẽ được trang bị đây là đèn nổ start stop ở phiên bản cao cấp, và ở phiên bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị chìa cơ. Còn một vài cái nho nhỏ nữa, ví dụ như là về một cái mặt ca lăng sơn bóng hoặc là sơn nhám này, một cái tay nắm cửa mạ chrome hoặc là sơn cùng màu thân xe, và ở đây nữa có thêm một cái màn hình và những cái nút điều khiển trên vô lăng và cái điều hòa tự động. Nên là nếu anh chị theo quan điểm của cá nhân em thì nếu mà anh chị không quá cái số tiền ấy mình vẫn lên được ấy, thì nên là lấy bản G. Và ngoài ra thì bên em có những cái gói hỗ trợ cho khách hàng mua trả góp rất là tối ưu. Ví dụ như là bên em đang hỗ trợ cho vay xe Vios đến tối đa 80% giá trị xe, và thời gian vay tối đa là 7 năm. Còn ngoài ra có một cái gói nữa, gói độc quyền của bên em là gói 50-50, thì anh chị được vay tối đa 60% giá trị xe. Tuy nhiên là anh chị hàng tháng không phải trả gốc, cũng không phải trả lãi, và anh chị tất toán giúp em là cả gốc cả lãi vào cuối chu kỳ là sau 1 năm, thì lãi suất nó chỉ có 7,79% một năm thôi anh chị ạ. Đấy, thì nó cũng là phù hợp với anh chị mà có cái nhu cầu mua xe và cái hình tài chính như nào ấy, thì cứ báo em sẽ tư vấn cho anh chị cái gói nào nó phù hợp nhất. Và đặc biệt là hiện tại nó là thời điểm cuối của giảm thuế rồi, nên là anh chị nào cần em tư vấn thêm thì có thể liên hệ sớm cho em nhé, em sẽ đưa ra phương án làm sao tối ưu nhất cho anh chị. Trong khuôn khổ video nhanh này em sẽ giới thiệu như vậy thôi, thì anh chị nào cần em tư vấn thêm thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép anh chị ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.